Khoảng 2 sào 2 đất sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Có 101 thổ cư nha mọi người. Hiện tại đang trồng cây ăn trái. Bưởi da xanh. Bơ. À, sầu riêng đâu kìa. Chủ yếu là bưởi da xanh nha mọi người. Đất mình là đất sỏi đen rồi ta. Đất đen nha mọi người, tha xíu chất đất đỏ nha mọi người. Mình tưới bằng giếng khoan hay giếng đào chị? Giếng khoan là chỗ mô nằm ở đâu? Ở bên kia hả? Rồi mình tưới bằng cái nào? Ở đây mình tưới bằng cái gì? Rồi bữa giờ chị tưới với cái vườn bằng cái cách nào? À, dành ống xuống đó hả? À, hiểu hiểu. Đất đẹp tương đối bằng phẳng nha mọi người. Ở đây trồng rau lan nữa. À, cái này mình có thể mua về mình làm nhà vườn, trồng cây ăn trái kết hợp với nuôi gà, trồng rau nha mọi người. Vườn bưởi còn rất là xanh tươi. Mặt tiền đường nhựa khu dân cư nha mọi người. Đó, răng của nó bắt đầu ở đây nè. Độ dài ra phía bên này là tầm khoảng 50 mét mặt tiền đường nhựa nha. Đường thông nha mọi người. Đó, xung quanh là dân cư ở. Đó, xa xa phía bên kia là có núi nha, mình ngắm thấy núi này. Răng nó tới hết nha mọi người. Đó. Khoảng 50 mét mặt tiền đường nhựa. Đó là thích hợp cho những ai làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha.